Namaste. Chào mừng các bạn đến với buổi tập thứ tư trong chuỗi bài tập yoga chuyên sâu 7 ngày giảm đau mỏi cổ vai gáy. Đầu tiên chúng ta sẽ ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Em sẽ ngồi hai gót chân khép sát vào nhau và thẳng hàng với trục của cột sống. Lắc hai mông của mình ra, ngồi vững chắc ở trên thảm. Vươn hai tay lên cao, đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít vào, kéo vùng cột sống của mình lên. Lưu ý là chúng ta hạ vai xuống ạ, chỉ nâng lồng ngực và vươn cằm của mình lên một chút. Thở ra, hai tay xuống, thả lỏng hai vai, mắt nhìn xuống. Tiếp tục vươn tay qua đầu, hít vào. Thở ra. Một lần nữa hít vào, đẩy căng ngực, vươn cằm về phía trước, giữ và hít thở đều. Gắng là thả lỏng vai của mình đã. 5, 4, cảm nhận vùng lườn đang được kéo giãn. 3, hít thở đều. 2 và 1, rồi từ từ thả lỏng hai vai, cằm thu về hõm cổ, giữ, thở đều. 4, 3, 2, 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đặt phía sau gáy, thở ra. Ta đan tay lại với nhau. Rồi hít vào, mở rộng khuỷu tay, đổ ngực về phía trước, vươn cằm của mình lên. Cuộn lưng, thở hết ra, khép sát hai khuỷu tay, cố gắng là không kéo đầu của mình xuống nhé, thả lỏng đầu. Tiếp tục. Mở rộng hai khuỷu tay sang hai bên, hít vào. Cuộn lưng, hóp sâu bụng lại, thở ra. Tiếp tục hai lần nữa, hít vào, đổ ngực về trước, vươn cằm của mình lên, tay mình đỡ lấy cái đầu của mình ạ. Rồi cong lưng, hóp bụng, thở hết ra. Một lần cuối, hít vào, mở rộng ngực, giữ và hít thở đều. 5, thả lỏng đầu cổ. 4, cố gắng mở khuỷu tay sang hai bên hết mức có thể. 3, 2 và 1, rồi từ từ cuộn lưng ra sau, hóp sâu bụng lại, thở hết ra. Quán khép sát khuỷu tay. 5, 4, không ghì đầu của mình xuống nhiều. 3, thở đều. 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đặt gối, thở ra. Hít vào, ta đẩy thẳng cột sống lưng. Nghiêng đầu sang bên phải, đặt tay phía trên, thở ra. Tiếp tục hít vào về giữa. Thở ra, dùng bàn tay trái kéo đầu của mình sang bên trái. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ bên phải. Tiếp tục hít vào. Thở ra, nghiêng đầu sang bên phải. Cảm nhận sự căng giãn ở bên cổ trái. Hít vào. Thở ra, đổi bên. Ta hạ vai của mình xuống nhé. Thì cái phần cổ mình sẽ được kéo giãn. Hít vào. Thở ra. Rồi, giữ ở đây và thở đều. 5, cố gắng thả lỏng vai trái của mình xuống. 4, mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng vùng cơ co cứng cổ bên trái. 3, 2 và 1, rồi hít vào về giữa. Thở ra, nghiêng đầu sang bên trái. Tiếp tục kéo đầu của mình sang thêm một chút nữa. Thả lỏng rơi vai phải xuống. Giữ và hít thở đều. 5, 4, 3. Cảm nhận sự căng giãn và thả lỏng nó. 2 và 1. Rồi hít vào về giữa. Quay đầu sang bên phải, thở ra. Tiếp tục hít vào.
thở ra, quay đầu sang bên trái. Cố gắng là chúng ta vai ở giữa, không xoay vai sang bên trái. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, mở vai ra sau, đẩy thẳng cột sống lưng của mình. Quay đầu sang bên phải, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5 4 3 Cố gắng vặn đầu sang một chút nữa. 2 Và 1 Về giữa, hít vào. Quay đầu sang bên trái, thở ra. Cầm thẳng hàng với vai. Giữ và hít thở đều. 4 3 Thẳng sống lưng lên ạ. 2 Và 1 Rồi trở về giữa. Hai tay tiếp tục đặt gối. Xoay vai ra sau, đổ ngực về trước. Hít vào, nâng cao lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Cong lưng, hóp bụng. Thở ra, cuộn vai ra, cầm chạm cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng ra sau. Tiếp tục xoay vai, hít vào. Vươn cổ của mình lên ạ, ép bả vai của mình ra sau nhiều. Thở ra, hóp sâu bụng lại. Một lần cuối, xoay vai ra sau, đẩy ngực về trước. Dùng hai bàn tay của mình ghì cái đầu gối để khép sát khuỷu tay. Đồng thời nâng ngực cứ lên, vươn cằm nhẹ. Giữ và hít thở đều. Ta không ngửa cổ ra sau ạ. Ta vươn cằm lên giống như kiểu là có người đang lôi cái đầu của mình về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 Cố gắng ép sát hai bả vai của mình vào. 3 2 Và 1 Rồi từ từ cong lưng, hóp bụng, thở hết ra. Cầm chạm cổ. Giữ và hít thở đều. 4 3 2 1 Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, khép sát lòng bàn tay và đẩy thẳng tay ra xa. Đẩy ngực lên ạ. Rồi bây giờ chúng ta chống hạ bàn tay của mình xuống, tiếp tục đẩy lồng ngực lên hơn nữa. Giữ và hít thở đều, vươn dài cái cằm của mình ra để kéo giãn vùng cổ. 4 3 2 Và 1 Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên phải, tay trái nắm gối, tay phải đặt phía sau mông trái ạ, tay gần mông. Rồi đẩy lồng ngực lên, thở hết ra, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục vươn tay qua đầu, hít vào. Vặn người sang bên trái, thở ra. Tiếp tục hít vào về giữa. Nâng lồng ngực. Vặn người sang bên phải, thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào một lần cuối, nâng cao toàn bộ lồng ngực, mở vai ra sau. Vặn người sang bên phải, thở ra. Giờ chúng ta dùng lực của tay trái kéo ghì cái đầu gối phải để vặn người thêm một chút nữa. Đồng thời tay phải lần ra phía sau hơn. Cố gắng tay gần mông và đẩy thẳng cột sống lưng lên. Giữ và hít thở đều. 5 4 Cảm nhận vùng lườn phía sau lưng của mình đang được kéo giãn. 3 Cố gắng mở vai phải ra sau hơn nữa để vùng cổ phía sau được kéo giãn. 2 Và 1 Vươn tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên trái, thở ra.
Rồi ta dùng bàn tay phải kéo đầu gối để nâng cao cái lồng ngực của mình lên, mắt nhìn phía sau, giữ và hít thở đều. 4. Cố gắng mở ngực ra nhiều hơn nữa. 3. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra, trùng nhẹ khuỷu tay một chút đến khi nào mà mông phải của mình chuẩn bị nhấc lên. Rồi tay phải vòng qua phía tai một chút, đẩy căng lồng ngực ạ. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Nghiêng người sang bên phải, bàn tay thẳng hàng với hông, trùng nhẹ khuỷu tay, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái. Tiếp tục hít vào về giữa. Thở ra đổi bên. Rồi, chúng ta không cần quay đầu mắt nhìn lên đâu ạ. Ta nhìn thẳng về phía trước để không bị mỏi cổ. Tiếp tục hít vào. Thở ra đổi bên. Một lần cuối, hít sâu, vươn căng hai vai của mình lên. Mở hết lồng ngực. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Rồi bây giờ thở đều, điều hòa hơi thở. 5. Mỗi lần thở chúng ta hạ khuỷu tay trái xuống. 4. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Đổi bên sang bên phải, thở ra. Rồi, chúng ta thở đều và dần dần hạ được khuỷu tay của mình xuống thì càng tốt. Giữ ở đây. 5. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng. 4. Nhấn mông trái của mình xuống. 3. Cảm nhận sự căng giãn lơ lườn trái. 2. Và 1. Hít vào, vươn hai tay qua đầu, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, gập khuỷu tay phải phía sau, tay trái đặt lên khuỷu tay. Hít vào, ta lôi vai của mình lên này. Thở ra, kéo tay sang bên trái. Rồi, bây giờ này, đầu của mình mở ra sau để đẩy cái khuỷu tay ra sau hơn nữa. Giữ và hít thở đều. Mỗi lần thở ra ta lại mở vai ra sau hơn. Giữ lâu một chút để cho vùng cổ vai gáy của mình được được giãn ra. 5 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Gập tay trái, thở ra, tay phải đặt lên cùi chỏ. Rồi hít vào, ta lôi vai trái lên cao trước. Thở ra, kéo khuỷu tay sang bên phải. Rồi đẩy đẩy lồng ngực lên, đầu của mình mở ra sau để cho cái khuỷu tay của mình đẩy ra sau nhiều. 6. Hít thở đều. Là giữ lâu để cho cái khớp vai của mình đang được giãn ra. 5 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, hai tay ra ngang. Ai mỏi chân chúng ta có thể duỗi thẳng chân về phía trước cũng được ạ. Rồi gập tay trái, tay phải thẳng đặt vào phía trong. Rồi ta kéo khuỷu tay sang bên trái, thả lỏng toàn bộ vùng khớp vai bên phải. Giữ và hít thở đều ở đây. 5 Điều hòa hơi thở. 4 3 Thả lỏng vùng vai bên phải. 2 và 1. Rồi hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Thở ra, ta đổi bên. Thả lỏng toàn bộ vùng vai ở bên trái. Luôn luôn giữ cột sống lưng của mình thẳng. 5 Hít thở đều. 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hai tay xuống. Rồi chúng ta sẽ duỗi thẳng hai chân của mình về phía trước. Lắc hai chân sang hai bên. Thả lỏng chân. Nâng đầu gối lên xuống.
Rồi chúng ta ngồi duỗi thẳng hai chân về trước này, lách hai mông ra để kéo giãn phần kheo chân phía dưới. Vươn hai tay lên cao, hít vào, dựng mũi chân của mình lên. Tay phải nắm má ngoài chân trái, tay trái phía sau, thở ra, đẩy căng lồng ngực và mắt nhìn ra sau. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang bên phải, thở ra. Cố gắng là đẩy thẳng lưng của mình lên, mở vai ra sau nhiều. Tiếp tục về giữa, hít vào, đổi bên, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Vặn người sang bên trái, thở ra. Rồi giữ ở đây ạ. Đặt cố gắng là duỗi thẳng cột sống lưng của mình lên, mở hết lồng ngực, xoay cái rốn của mình ra bên ngoài. Giữ và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao qua đầu. Đổi bên, vặn người sang phải, thở ra. Đẩy thẳng cột sống lưng dưới của mình lên. Mở hết hai vai ra. 5. Gắng mắt nhìn theo tay. 4. Hít thở đều. 3. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Thả lỏng chân. Rồi tiếp tục chúng ta chống cái bàn chân trái của mình lên. Kéo chân về một chút sao cho bàn chân ngang với đầu gối phải. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Tay phải đặt phía sau mông phải, thở ra. Xòe 5 ngón tay này. Hít vào, hạ chân xuống. Mông lên cao, ngực lên cao. Uốn cong lưng. Thẳng tay trái ra để kéo được cái phần lườn của mình. Rồi từ từ hạ mông xuống thật chậm. Vươn tay lên, hít vào, dựng mũi chân phải, đẩy thẳng cột sống lưng. Vòng tay phải qua đầu gối trái, hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục lặp lại 3 lần, hít vào, vươn hai tay lên qua đầu. Thở ra, tay phải chống phía sau. Rồi mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng ngực. Thở ra, từ từ hạ mông thật chậm xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Dùng bàn tay trái đẩy đầu gối sang, vặn ngực, thở ra. Gắng đẩy người của mình sang một chút nữa để cho tay ở giữa ngực. Mắt nhìn phía sau. Rồi một lần cuối, hít vào. Tay phải chống phía sau, thở ra. Mông lên, hít vào. Uốn cong lưng, mở ngực lên. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng đẩy ngược lên nữa. 4. 3. Mông lên cao nhiều. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông thật chậm. Dựng mũi chân phải lên. Vươn hai tay lên, hít vào. Vặn người sang bên trái, thở ra. Đấy, chúng ta ghì cái đầu gối để đẩy ngực mình lên nữa. Giữ và hít thở đều. Dựng mũi chân phải lên. 5. Gắng đẩy thẳng lưng lên một chút nữa. 4 3 Hít thở đều. 2 và 1. Rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Chúng ta thả lỏng chân. Rồi mời mọi người đổi bên ạ. Chúng ta chống chân bên phải lên, sao cho bàn chân thẳng hàng với đầu gối trái. Vươn hai tay qua đầu, hít vào. Hạ tay trái phía trong mông trái, thở ra. Rồi hạ mu bàn chân xuống, hít vào. Mông lên cao, ngực lên cao. Thẳng tay phải. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên, hít vào. Vặn người qua đầu gối phải, tay chắp giữa ngực, thở hết ra. Tiếp tục
Lần hai, hít vào, vươn hai tay lên. Tay trái chống phía sau, thở ra. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng ngực, kéo giãn toàn bộ vùng lườn phải. Thở ra chậm chậm hạ mông xuống. Vươn hai tay lên, hít vào. Dùng bàn tay phải đẩy đầu gối sang, cài tay qua gối và tay chắp ngực, mắt nhìn phía sau. Một lần cuối, hít vào. Thở ra tay sau. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Thở ra, đẩy ngực lên nhiều. Giữ và hít thở đều. 4. Đã siết cơ bụng và đẩy mông về trước. Ngược lên. 3. 2. 1. Rồi, rất tốt. Từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Từ từ đặt vặn người sang bên phải. Tay chúng mình đẩy vào giữa ngực và mắt nhìn phía sau. Giữ và hít thở đều. 5. Đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. 4. 3. Thở đều nào. 2. Và 1. Vươn hai tay lên, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi ta duỗi thẳng hai chân để thả lỏng chân. Mời cả lớp chúng ta về tư thế em bé. Tay xuôi theo thân để thả lỏng vai. Hít thở đều. Điều hòa hơi thở. Trán chạm thảm. Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta giữ nguyên tư thế này. Từ từ nâng người lên một chút. Và đi tay phải sang bên trái, sao cho cổ tay thẳng hàng với vai. Rồi đi tay trái lên phía trước mặt. Rồi chúng ta cúi đầu xuống. Đi hai tay sang hai bên hết mức có thể. Nếu mà ai mông chưa xuống thì chúng ta phải tách hai cái đầu gối của mình ra, để cho cái tay của mình xuống được nhiều hơn và mông không bị kênh lên. Giữ và hít thở đều. Chúng ta giữ lâu một chút để kéo căng giãn cái phần vai của mình ra. 6. 5. 4. 3. 2. Và 1. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên. Đã đi tay phải sang, đi tay trái sang phải trước, sau đó đi tay phải sang trái sau. Mở hai gối ra một chút nữa. Rồi từ từ thả lỏng đầu cổ. Giữ và hít thở đều. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng phần vai phải ra. Năm. Bốn. Ba. Cố gắng thả lỏng vùng bị căng. 2 và 1. Nâng người lên. Ta ngồi trên gót chân. Hạ phần khử tay của mình xuống, sao cho khử tay của mình sát với đầu gối. Rồi từ mũi tay cao nhất chúng ta đi thêm một bàn tay. Nâng người của mình lên về tư thế con bò mèo. Lúc này hai đầu gối mở rộng bằng hông và đầu gối thẳng hàng về hông. Cổ tay mở rộng ra, xòe 5 ngón tay hết mức có thể, sao cho ngón trỏ của mình thẳng hàng với phần cánh tay. Xòe 5 ngón tay ra, xoay phần khớp khuỷu tay ra ngoài, mắt tay vào bên trong. Từ từ võng lưng xuống, vểnh mông lên, siết nhẹ cơ bụng, hít vào, mở căng lồng ngực, vươn cằm về phía trước. Cuộn lưng lên cao, cuộn xương cụt xuống, cằm thu về cổ, siết nhẹ cơ bụng rút rốn vào bên trong. Chúng ta làm 5 lần như vậy. Tiếp tục võng lưng, hít vào, đẩy căng ngực vươn cằm lên. Cuộn lưng hóp bụng, thở ra.
Tiếp tục hít vào. Thở ra. Võng lưng hít vào. Ta luôn luôn siết bụng nhé. Thở ra. Một lần cuối, võng lưng hít vào, mở căng ngực, vươn cằm của mình lên phía trước. Ta không rụt vai, mở vai lên, rút vai lên. Siết nhẹ cơ bụng này, giữ và hít thở đều. Hít ta lại đẩy lồng ngực lên phía trước để mở rộng cơ hoành nhiều hơn. Thở siết nhẹ bụng và thả lỏng phần lưng xuống. 4 3 Tiếp tục mở rộng lồng ngực hơn nữa. 2 Và 1 Rồi hít vào. Cuộn chậm chậm xương cụt xuống. Cong lưng lên cao. Vai rút lên cao. Cằm chạm cổ. Giữ và hít thở đều. 4 3 2 1 Rồi, vươn cao tay bên phải lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra, hạ sâu vai phải qua bên trái, gần phía cổ tay trái nhé. Tiếp tục lần 2, hít vào. Mở căng ngực, vươn cằm lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng xuống. Một lần cuối, hít vào, tay lên cao. Rồi mông trung tâm, mông không đẩy sang phải. Giữ và hít thở đều. 5. Vắng mở hết lồng ngực của mình ra nữa. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ sâu vai phải xuống sao cho gần với cái cổ tay trái của mình. Rồi ta đi tay sang một chút nữa. Lúc này ta đi tay trái của mình qua đầu và cố gắng đi qua tay. Lưu ý là chúng ta thẳng tay. Sau đó đẩy mông trái sang phải. Thả lỏng toàn bộ vùng cổ vai gáy phía sau. Và đầu của mình phải cảm thấy thoải mái trong tư thế nhé. Giữ và hít thở đều. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng vùng vai phía dưới. Cảm nhận vùng căng giãn ở phía vai trên. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Một lần nữa hít sâu. Thở ra. Rồi bây giờ chúng ta chống tay trái phía trước mặt. Nâng người của mình lên về tư thế con bò mèo. Bây giờ chúng ta đổi bên. Vươn cao tay trái lên, hít vào. Thở ra, hạ sâu vai xuống phía dưới phải. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào. Vươn cao tay trái lên, mắt nhìn lên theo tay. Rồi, cố gắng là duỗi lưng của mình ra. Giữ và hít thở đều. 4. Nâng cao vai phải lên, không sụp vai. 3. 2. Và 1. Rồi, thì chậm chậm hạ sâu cái vai trái xuống. Đi tay trái sang bên phải nhiều. Đi sang nữa. Rồi, vai thẳng hàng với lại cổ tay này. Lúc này ta vươn tay phải qua đầu. Và đi tay sang, đi tay qua tay một chút. Rồi giữ ở đây và hít thở đều. Ta lắc lắc đầu của mình một chút để cho nó thoải mái cái vùng đầu cổ của mình thì mình sẽ giữ được lâu. Mỗi lần ta hít vào. Rồi ta thở ra, ta thả lỏng vùng vai gáy phía sau. Tiếp tục hít vào, lấy oxy. Thở
thở ra thật chậm, thả lỏng vùng cổ vai gáy. Chậm chậm thở ra. Một lần cuối hít vào. Chậm chậm thở ra. Rồi, bây giờ chúng ta thoát thế, chống tay phải ở trước mặt, nâng người của mình lên. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nằm tư thế cún con, hai đầu gối này chúng ta thẳng hàng với hông. Đó, mắt nhìn đầu gối để kiểm soát hông của mình không đổ về trước. Sau đó đi hai tay của mình về phía trước. Hạ ngực cằm của mình xuống. Đó, hạ dần. Nếu như mà ai lưng trên cứng, vai cứng thì chúng ta đi tay thêm một chút. Sau đó hạ dần ngực của mình xuống. Cố gắng là khép hai cái khuỷu tay của mình vào. Hít thở đều. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng trên, vùng vai, vùng lưng giữa. Mỗi lần thở ra là hạ ngực thêm. 2 và 1. Rồi từ từ chống tay lên, nâng người lên. Ta về tư thế con bò mèo. Chán của mình xuống thảm, cằm chạm hõm cổ. Tay xuôi theo thân. Thả lỏng hai khuỷu tay xuống. Thả lỏng hai vai. Cố gắng là mông không nhấc lên. Ở tư thế này nếu như mà ai bị mông kênh lên quá thì chúng ta mở rộng hai đầu gối để cho bụng của mình xuống, ngực của mình xuống thì chúng ta sẽ chạm được xuống ạ. Hít thở đều. Rồi chậm chậm chúng ta nâng người của mình lên. Quỳ trên đầu gối, nếu ai bị đau khớp gối thì chúng ta có thể lót một cái khăn hoặc là chúng ta gấp cái đầu thảm lại để mình lót gối xuống như thế này. Mở rộng chân trái sang bên trái, sao cho gót chân trái thẳng hàng với đầu gối phải và hướng mũi chân chách về phía trước một chút. Vươn hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Thở ra, hạ sâu vai phải xuống sang bên trái. Đó, hạ vai của mình hẳn xuống thảm luôn. Lúc này, tay trái áp mang tay. Rồi, cố gắng đi tay phải sang nữa. Ra đầu cổ của mình để một cách thoải mái ở trên. Giữ và hít thở đều ở đây. Thả lỏng vùng vai phía dưới. Cố gắng điều hòa hơi thở. 5 4 3 2 1 Rồi giữ nguyên tư thế, từ từ chúng ta hít vào, nâng cao tay trái lên, thẳng lên trần nhà. Thở ra, hạ tay sang bên phải, thả lỏng vai phía trên. Đó, chúng ta quay đầu nhìn lên một chút để cho nó không bị bó cái phần cổ vai gáy nhiều. Giữ và hít thở đều. 4 3 Thả lỏng vùng vai gáy. 2 và 1. Rồi từ chống tay trái xuống và nâng người của mình lên. Hít vào, hai tay xuống, thở ra. Rồi, chúng ta sẽ đổi chân. Quỳ trên đầu gối trái. Đầu gối thẳng hàng với hông. Gót chân phải thẳng hàng với đầu gối trái. Hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Thở ra, hạ sâu vai trái của mình sang bên phải. Sao cho mông vẫn phải vuông góc với đầu gối nhé. Rồi, bây giờ vòng tay phải lên qua đầu. Áp lấy mang tay. Rồi cái đầu của mình ở phía dưới thì tai của mình xuống, mang tai xuống. Đầu cổ thả lỏng và để một cách thoải mái. Đi tay phải sang bên trái hơn một chút nữa và cố gắng đẩy thẳng tay. Hít thở đều.
thả lỏng vùng cổ vai gáy nhiều. Ở vùng nào chúng ta cảm thấy căng đau thì chúng ta thở đều và thả lỏng vùng đấy. Năm, bốn, thở chậm. Ba, hai và một, rồi hít vào, vươn cao tay phải lên, quay đầu mắt nhìn lên theo tay, thở ra hạ tay sang bên trái, giữ ở đây và hít thở đều. Đó, nếu mà ai bị trượt thì chúng ta có thể dùng bàn tay trái để nắm lấy cái ngón chân phải. Rồi, thả lỏng vai phía trên ạ. Cố gắng là duỗi cái lưng của mình thẳng nhé, chúng ta không cong lưng. 5 4 3 2 và 1, rồi chống tay phải xuống, nâng người của mình lên. Ta trở về tư thế con bò mèo. Rồi, sau đó chúng ta chống mũi chân, đẩy thẳng gối lên và lên tư thế V ngược. Ở đây chúng ta đi bộ chân để cho thả lỏng cái phần kheo chân phía sau. Cố gắng siết nhẹ cơ bụng và đẩy đỉnh mông lên cao, đồng thời hạ cái vai của mình xuống. Rồi, hít vào, bước chân phải lên cạnh bàn tay phải. Nếu mà ai chúng ta chỉ bước được nửa giữa như thế này thì mình sẽ dùng cái bàn tay phải này đặt ở phía sau cái phần cổ chân và nâng chân lên mình lên một chút như thế này thì sẽ chuẩn. Và hai chân không trên một đường thẳng, chân phải đi sang phải một chút để chúng ta dễ giữ thăng bằng. Đầu gối vuông góc với lại gót chân, vươn hai tay lên cao, hít vào chiến binh một. Đó. Nếu như ai không thăng bằng được chúng ta hạ cái gót chân sau xuống, ai tốt hơn thì nâng gót chân lên, nhưng chúng ta xoay hai cái hông của mình về phía trước, úp hông trái xuống, mở căng lồng ngực, giữ và hít thở đều, siết nhẹ cơ bụng và thẳng gối chân sau. 4 3 2 vươn cằm của mình lên một chút và 1, rồi từ từ hạ tay trái xuống gần với bàn chân phải, thẳng hàng bàn chân. Vươn cao tay phải lên, hít vào, thở ra, mở căng lồng ngực, giữ và hít thở đều. 4, mắt nhìn lên theo tay ạ. 3, 2 và 1, hạ hai bàn tay của mình xuống. Bước hai chân ra sau, tư thế plank tấm ván, hóp bụng, cuộn xương cụt, siết cơ đùi, giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hạ gối, sao cho đầu gối thẳng hàng với mông, rồi đẩy vai về phía trước, khép khử tay, hạ ngực cằm xuống, tư thế 8 điểm, giữ và hít thở đều, khép sát khử tay, 6, 5, 4, dướn đỉnh mông lên để kéo dài các khớp sống, 3, 2, 1, rồi xuôi mũi chân, chuyển người về phía trước, xoay vai, cuộn cằm lại, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, thở ra vươn cằm, mở vai ra sau, giữ và hít thở đều. Ở tư thế này chúng ta sẽ không ngửa cổ ra phía sau mà vươn dài cái cằm của mình lên, giống như một người đang lôi cái đầu của mình về phía trước. 4, cố gắng mở vai ra sau nhiều và luôn luôn siết bụng. 3, 2 và 1, rồi từ từ đẩy mông lên, chống hai mũi chân, ta về tư thế V ngược. Hạ sâu vai xuống, duỗi đỉnh mông lên cao để kéo dài các đốt sống. Rồi từ từ hít vào, bước chân trái lên. Đó. Nếu ai chưa bước được, chúng ta dùng bàn tay này, kéo bàn chân mình lên một chút. Rồi siết bụng, nâng người lên. Tư thế chiến binh 1, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Nếu ai thăng bằng được, chúng ta khiễng cao gót chân sau lên và úp hông phải của mình xuống. Đồng thời mở căng lồng ngực, giữ và hít thở đều. 4, 3,
hai, một. Rồi từ từ hạ nhẹ cái bàn tay phải xuống sao cho thẳng hàng với bàn chân trái. Vươn cao tay trái lên, hít vào, mắt nhìn lên. Thở ra, mở căng lồng ngực và thẳng gối chân sau. Giữ và hít thở đều. 4, 3, mắt nhìn lên theo tay. 2, 1, hạ hai tay của mình xuống. Bước hai chân ra sau. Tư thế plank, tấm ván, hóp bụng, cuộn xương cụt, siết cơ đùi. Vai mông lưng thẳng hàng. 5, thở đều nào. Mỗi lần thở ra lại siết bụng vào một chút. 4, 3, 2 và 1. Rất tốt. Từ từ hạ đầu gối xuống. Sao cho gần thẳng hàng với hông ạ. Đẩy vai về phía trước. Dùng lực của tay này. Hạ ngực cầm xuống. Ép sát hử tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi xuôi mũi chân. Dựng lên phía trước một chút. Xoay vai. Hít vào. Nâng người của mình lên. Ai bị đau phần thắt lưng dưới thì chúng ta nâng nhẹ xương hông lên một chút nhé. Mở vai ra sau. Vươn cằm của mình về phía trước. Kéo dài các đốt sống. Siết nhẹ cơ bụng. Giữ và hít thở đều. 4, 3, gắng mở vai ra, đẩy lồng ngực lên phía trước. 2 và 1, rồi. Đan lùi mông ra sau, về tư thế em bé, chán chạm thảm. Thả lỏng vùng cổ tay, ta xoay nhẹ cổ tay một chút. Gập cổ tay nhiều. Và sau đó chúng ta trườn người về phía trước, nằm sấp. Hai chân tách rộng bằng hông, xuôi mũi chân. Khửu tay thẳng hàng với vai. Rồi, nó mở vai ra sau, đẩy ngực về trước, vươn cái đầu của mình về phía trước một chút và hít thở đều ở đây. Hít, chúng ta lại nâng cao vùng cơ hoành của mình lên, mở rộng vùng lên trên. Thở ra, nhấn toàn bộ, thả lỏng vùng lưng của mình xuống. Vai giữ nguyên vai, không nâng lên lưng xuống. Tiếp tục hít vào, nâng cơ hoành của mình lên. Thở ra, mềm lưng ra. Đã hít thở đều. Đưa hơi thở vào trong động tác. Nhắm mắt lại và cảm nhận vùng lưng. Cảm nhận vùng cổ vai gáy của mình. Hít thở đều. Rồi bây giờ chúng ta hạ tay xuống. Hạ tay xuống, đan lòng bàn tay với nhau. Sau đó đi cái ngực của mình, đi cái người thân trên của mình sang bên trái. Đồng thời co đầu gối chân trái về gần phía khử tay. Sau đó nghiêng cái má bên phải của mình xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. Đặt bàn tay xuống cũng được để cho đỡ bị đau tay. Không cần phải đan vào nhau. Rồi giữ ở đây và thả lỏng toàn bộ vùng lườn của mình. Thả lỏng khớp hông. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Rồi chúng ta đổi bên. Trả lại chân. Đi người sang bên phải. Đặt hai tay thẳng hàng với nhau. Sau đó co đầu gối chân phải lên. Phía trên nhiều. Gần khửu tay phải. Rồi bây giờ chúng ta thả lỏng. Hít thở đều. Điều hòa hơi thở. Rồi từ từ xuôi chân xuống. Hai tay chúng ta chống ở phần ngang với ngực của mình. Hai chân duỗi thẳng và mở rộng bằng hông. Xoay vai,
hít vào, nâng ngực lên một chút. Ai bị đau lưng chúng ta đi tay lên, hơi nâng ngực lên thôi ạ. Thở ra xuống, tiếp tục xoay vai, hít vào, nâng ngực của mình lên, ép sát khử tay vào, thở ra. Một lần nữa, xoay vai ra sau, hít vào, nâng ngực của mình lên, vươn dài cằm về phía trước, giữ và hít thở đều. 4, nhấn lực xuống ạ, nhấn lực của bàn tay xuống và nâng người lên. 3, 2 và 1, rồi từ từ hạ xuống. Mời cho cả lớp chúng ta nằm ngửa. Hai tay mở rộng sang hai bên, co hai chân của mình lại, hít vào, thở ra, hạ chân sang bên phải, đầu gối gần về phía tay, thả rơi vai trái xuống, mắt nhìn sang bên trái. Tiếp tục hít vào, nâng chân về giữa, thở ra, hạ chân sang trái, mắt nhìn sang phải. Tư thế này rất tốt cho những người bị thoái hóa cột sống này, thoát vị luôn. Và độ cao cổ vai gáy nó cũng sẽ giãn được rất là nhiều ạ. Tiếp tục hít vào, thở ra đổi bên, giữ ở đây và hít thở đều. Mắt của mình sẽ nhìn sang bên trái khi hai chân của mình đang xoay sang phải. Rồi đặt bàn tay phải lên phía trên của đùi trái, ta kéo đầu gối xuống. Rồi bây giờ thả rơi vai phải xuống, thở đều. Tiếp tục thở đều và thư giãn. Mỗi lần thở ra ta lại kéo đầu gối phía trên xuống một chút, thả lỏng toàn bộ vùng lưng cổ vai gáy. Rồi hít vào, hai đầu gối nâng lên về giữa, thở ra, hai chân sang bên trái, đặt tay trái lên phía trên của đùi, thả rơi vai phải xuống, thả lỏng toàn bộ vùng lưng phía sau, giữ và hít thở đều. Điều hòa hơi thở của mình. Bốn, ba, hai và một, hít vào, chân về giữa, thở ra, hạ chân xuống, xuôi tay theo thân, mắt nhắm lại, thả lỏng toàn bộ hai tay, thả lỏng hai chân, đó là không võng lưng của mình lên mà nhấn phần lưng của mình xuống. Hít thở đều, thả lỏng hai vai, thả lỏng vùng cổ, thư giãn vùng lưng, thả lỏng vùng khớp hông, thả lỏng cơ đùi và thư giãn toàn bộ cơ mặt. Ta hãy hít thở sâu 3 lần. Hít vào, phình căng bụng, đẩy lên lồng ngực. Thở ra, xẹp bụng lại, xẹp ngực xuống. Tiếp tục hít vào, phình nhẹ cơ bụng, đẩy lên lồng ngực. Thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng lưng, hóp sâu bụng lại. Một lần cuối, hít sâu và chậm chậm thở ra hết. Rồi chúng ta chống chân trái lên, tay phải qua đầu áp mang tay, rồi nghiêng người sang bên phải. Gan chống tay và nâng người của mình lên. Đẩy thẳng cột sống lưng.
Nếu các bạn thấy bài tập này hiệu quả thì đừng quên like, comment và đăng ký theo dõi kênh Huyền Nguyễn Yoga nhé. Đây chính là những động lực để Huyền có thể ra thêm nhiều video bổ ích hơn nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.